châu Âu chuẩn bị gì khi Nga chấm dứt giao khí đốt qua Ukraine? Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra sôi nổi trước mùa sưởi ấm, thỏa thuận giữa Moscow và Kiev về việc trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu có khả năng sẽ không được gia hạn trước khi hết hạn vào tháng 12. Điều đó sẽ làm ngưng các dòng chảy, vốn vẫn tiếp tục trong hơn 2 năm của xung đột Nga-Ukraine và ảnh hưởng tới thị trường vào thời điểm quan trọng. Margarita Balmaseda, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Seton Hall, chuyên gia về chính sách năng lượng của các quốc gia hậu Xô Viết, cho biết việc chấm dứt quá cảnh qua Ukraine thực sự đại diện cho sự kết thúc của một kỷ nguyên đã âm ỉ từ lâu. Đối với thị trường năng lượng căng thẳng của châu Âu, điều đó có nghĩa là thêm nhiều bất ổn hơn, trong khi Nga sẽ mất một trong hai tuyến đường ống còn lại để vận chuyển khí đốt vào châu Âu. Nhưng Ukraine có thể là bên chịu thiệt hại nhiều nhất, khi mất đi nguồn thu để duy trì cơ sở hạ tầng năng lượng và vị thế chiến lược lâu đời của họ như một cửa ngõ cung cấp năng lượng giá rẻ cho các đồng minh phương Tây. Trong hơn 5 thập kỷ qua, dòng chảy khí đốt là một đặc điểm quan trọng liên kết Nga, Ukraine và châu Âu. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, căng thẳng về quá cảnh khí đốt đã trở thành một phần trong quan hệ giữa Nga và Ukraine. Các tranh chấp đã dẫn đến việc nguồn cung bị cắt đứt vào năm 2006 và 2009, khiến một số khách hàng châu Âu bị cắt điện trong nhiều ngày vào thời điểm lạnh giá. Thỏa thuận quá cảnh hiện tại giữa công ty năng lượng nhà nước Naftoga của Ukraine và Gazprom của Nga đã được ký kết vào cuối năm 2019, khi bản đồ năng lượng của châu Âu còn rất khác biệt. Dòng chảy khí đốt qua tuyến đường này hiện chiếm chưa đến 5% nguồn cung của EU, nhưng vẫn đủ để tác động đến an ninh năng lượng. Thực tế cay đắng đối với Ukraine hiện nay là không ai cần gia hạn hiệp ước quá cảnh khí đốt nhiều như chính họ. Về mặt tài chính, theo ước tính của Mykhailo Svistchor, một nhà phân tích của Expro Consulting có trụ sở tại Kiev, Ukraine có nguy cơ mất tới 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm từ phí vận chuyển. Con số này bằng khoảng 1/3 so với trước đây. Mặc dù đây chỉ là một phần nhỏ so với hàng tỷ đô la mà Nga đã mất từ khách hàng châu Âu kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ, nhưng có thể cần nhiều hơn là việc khôi phục thỏa thuận để đưa dòng chảy trở lại sau khi Điện Kremlin tìm cách biến mối quan hệ năng lượng thành vũ khí. Hầu hết các khách hàng đã tìm được giải pháp thay thế. Trước khi cuộc chiến ở Ukraine diễn ra, Đức phụ thuộc vào khí đốt Nga cho hơn một nửa nhu cầu của họ. Nhưng giờ đây nước này đã tăng cường nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Na Uy và đầu tư vào các cơ sở để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, Đức không còn phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu qua đường ống của Ukraine. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Với ngành công nghiệp khai thác của Đức đang chịu áp lực, một số đảng đối lập và các lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi quay trở lại với nguồn cung khí đốt giá rẻ hơn từ Nga. Tuyến đường qua Ukraine sẽ là lựa chọn khả thi nhất sau khi đường ống Nord Stream đến Đức bị phá vỡ vào tháng 9 năm 2022. Áo và Slovakia, hai nước chủ yếu nhận khí đốt qua Ukraine, cho biết họ đã sẵn sàng từ bỏ các tuyến đường ống liên kết với Nga. Nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Slovakia là SPP cho biết họ đang ở trong tình huống thoải mái trước mùa đông. Áo giả định rằng dòng chảy khí đốt qua Ukraine sẽ dừng lại vào tháng 1 và chính phủ ở Vienna hy vọng điều đó sẽ cho phép họ chấm dứt các hợp đồng với Gazprom. Tuy nhiên, Moscow vẫn có các tuyến đường khác để bán khí đốt, bao gồm các đường ống qua Thổ Nhĩ Kỳ, mở rộng liên kết với Trung Quốc và vận chuyển hàng hóa LNG. Nhưng các tuyến đường ống đến châu Âu bị hạn chế do các mạng lưới đóng cửa sau cuộc tấn công vì thiệt hại hoặc lệnh trừng phạt. Và việc mất khối lượng khí đốt qua Ukraine tương đương với khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ hàng năm theo giá hiện tại, theo tính toán của Bloomberg. Đó là động lực mạnh mẽ để Điện Kremlin gia hạn thỏa thuận. Tổng thống Vladimir Putin đã để ngỏ khả năng tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine sau năm 2024. Mặc dù rất muốn duy trì mạng lưới này, Ukraine đang cố gắng giữ vững những lằn ranh đỏ. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẽ loại trừ Nga khỏi mạng lưới vận chuyển của đất nước để cắt đứt dòng tiền chảy vào Điện Kremlin. Thay vào đó, Kiev đang tìm kiếm các nhà cung cấp khác để giúp họ tận dụng các tài sản. Nhưng việc thiếu khí đốt của Nga trong hệ thống có thể khiến mạng lưới này trở thành mục tiêu quân sự nhiều hơn nữa so với trước đây. Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán vận chuyển với Azerbaijan, quốc gia hiện đang cung cấp khí đốt cho 8 nước ở châu Âu. Ilham Aliyev, tổng thống của quốc gia biển Caspi, cho biết tuần trước rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành xoay quanh việc cung cấp khí đốt cho ít nhất 3 thị trường nữa ở châu Âu. Hiện tại chưa có đề xuất cụ thể nào từ các nhà giao dịch để thảo luận, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, German Galushchenko, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Vienna vào thứ Ba. Ông nói thêm rằng Ukraine không đàm phán bất kỳ thỏa thuận nào để kéo dài việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ của mình.
Thực tế là sản lượng khí đốt của Azerbaijan không đủ để thay thế hoàn toàn trong ngắn hạn và bất kỳ thỏa thuận thay thế nào cũng có thể bao gồm khí đốt Nga được chuyển hướng. Theo Anne-Sophie Kobo, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia. Các dòng chảy khí ở mức tương tự được dán nhãn Azeri sẽ là sự tẩy trắng hoàn toàn đối với khí đốt của Nga, bà nói. Các thỏa thuận với Kazakhstan và các nhà cung cấp Trung Á khác cũng có thể là một lựa chọn, nhưng không còn nhiều thời gian để lập ra một kế hoạch trước khi thỏa thuận hết hạn. Với nguồn cung và cầu năng lượng vẫn cân bằng chặt chẽ, việc mất tuyến đường qua Ukraine gần như chắc chắn có nguy cơ gây ra sự biến động trên thị trường châu Âu. Sự gián đoạn ở Na Uy hoặc các vấn đề vận chuyển LNG có thể kết hợp với một đợt lạnh giá khiến giá tăng vọt. Frank Van Don, giám đốc bộ phận giao dịch tại Vattenfall Energy Trading GmbH, cho biết vẫn có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt trong mùa sưởi ấm này. Thực tế là chúng tôi vẫn chưa thực sự gặp khó khăn vì hai mùa đông gần đây thời tiết đều ôn hòa. Ukraine tổn thất cực lớn nếu ngừng thỏa thuận quá cảnh khí đốt. Trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, tháng 12 năm 2019, Moscow và Kiev đã đồng ý về một thỏa thuận kéo dài 5 năm về việc vận chuyển khí đốt. Theo thỏa thuận, sẽ có 45 tỷ mét khối khí đốt Nga chảy qua Ukraine vào năm 2020 và 40 tỷ mét khối trên năm vào thời điểm từ năm 2021 đến 2024. Cuối năm nay, thỏa thuận nói trên sẽ kết thúc. Thỏa thuận này được cho rằng khó có thể gia hạn tiếp và điều đó sẽ ngăn chặn dòng chảy khí đốt Nga tới châu Âu, trực tiếp tấn công thị trường khu vực vào thời điểm quan trọng, mùa cần sưởi ấm. Ông Margarita Banmaseda, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Seton Hall, Mỹ, nhận định việc kết thúc thỏa thuận quá cảnh khí đốt qua Ukraine là dấu hiệu cho sự kết thúc của một kỷ nguyên đang âm ỉ. Đối với thị trường năng lượng châu Âu, động thái này sẽ làm tình hình trở nên rối ren hơn. Trong khi đó, đất nước của Tổng thống Putin sẽ mất một trong hai tuyến đường ống vận chuyển khí đốt còn lại đến châu Âu. Về phía Ukraine, nền kinh tế có thể bị thiệt hại nhiều nhất. Theo ông Margarita Banmaseda, Kiev có thể mất nguồn tiền để duy trì cơ sở hạ tầng năng lượng và vị thế là kênh dẫn năng lượng với giá cả phải chăng cho các đồng minh phương Tây. Trong hơn 5 thập niên, dòng chảy khí đốt là một đặc điểm chính liên kết Nga, Ukraine và châu Âu. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, quá cảnh khí đốt qua đường ống đã trở thành một phần quan trọng trong quan hệ Nga-Ukraine. Thỏa thuận quá cảnh hiện tại là thỏa thuận thương mại duy nhất còn lại giữa hai nước. Giới chuyên gia đánh giá, dòng khí đốt Nga qua tuyến đường này hiện chiếm chưa đến 5% nguồn cung của châu Âu, nhưng vẫn đủ để tác động đến an ninh năng lượng khu vực. Về mặt tài chính, theo ước tính của ông Mikhailo Svistro, nhà phân tích của Expro Consulting có trụ sở tại Kiev, nước này có nguy cơ mất tới 800 triệu đô la Mỹ trên năm. Giải pháp của châu Âu. Với châu Âu, hầu hết khách hàng mua khí đốt quá cảnh qua Ukraine đã tìm được giải pháp thay thế. Liên minh châu Âu, EU, cũng đã hạ thấp triển vọng về một thỏa thuận mới do quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt vì chiến dịch quân sự đặc biệt. Đơn cử như Đức, đất nước đã tăng cường cung cấp khí đốt qua đường ống từ Na Uy và xây dựng các cơ sở để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, LNG, từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã độc lập với việc nhập khẩu khí đốt thông qua đường ống của Ukraine. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Với ngành sản xuất của Đức đang chịu áp lực, một số đảng đối lập và lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi chính phủ quay trở lại với việc nhận khí đốt từ Nga. Tuyến đường qua Ukraine sẽ khả thi nhất sau khi đường ống dòng chảy phương Bắc Nord Stream bị phá hoại vào tháng 9 năm 2022. Áo và Slovakia, hai quốc gia tiếp nhận chính khí đốt qua Ukraine, cho biết họ đã sẵn sàng buông tay nguồn khí đốt này. Nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Slovakia là SPP thông tin, đất nước đang trong tình thế thoải mái trước mùa đông khi có thể nhận khí đốt từ Algeria và các nguồn khác, và Áo cũng đã có sự chuẩn bị. Trong khi đó, Hungary đã nhận khí đốt của Nga từ một tuyến đường thay thế, đường ống Nord Stream. Vẫn có nỗi lo trong mùa đông tới. Còn với Moscow, vẫn có các tuyến đường khác để bán khí đốt, bao gồm các đường ống qua Thổ Nhĩ Kỳ, mở rộng liên kết với Trung Quốc và xuất khẩu LNG. Tuy vậy, theo tính toán của hãng tin Bloomberg, nếu thỏa thuận với Ukraine kết thúc, Nga có thể thiệt hại 6,5 tỷ USD năm theo giá hiện tại. Đây là động lực mạnh mẽ để Điện Kremlin đàm phán gia hạn thỏa thuận. Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ông sẵn sàng tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine sau năm 2024. Tổng thống Volodymyr Zelensky thì khác. Ông tuyên bố không gia hạn thỏa thuận này để cắt đứt dòng tiền chảy vào Điện Kremlin.
phía Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán trung chuyển với Azerbaijan, quốc gia hiện đang cung cấp khí đốt cho 8 nước ở châu Âu. Dù vậy, ông Anne-Sophie Corbeau, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia, Mỹ, thực tế là sản lượng khí đốt của Azerbaijan không đủ để thay thế hoàn toàn trong ngắn hạn và bất kỳ thỏa thuận thay thế nào cũng có thể bao gồm khí đốt của Nga. Nga có thể bán khí đốt cho Azerbaijan, sau đó tái xuất khẩu sang châu Âu. Ngoài ra, các thỏa thuận với Kazakhstan và các nhà cung cấp khác ở Trung Á cũng có thể là một lựa chọn. Tuy nhiên, còn rất ít thời gian để tiến hành đàm phán. Hãng tin Bloomberg nhấn mạnh rằng, dù thế nào, việc mất tuyến đường qua Ukraine gần như chắc chắn có nguy cơ gây ra sự biến động trên thị trường châu Âu. Vẫn có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt năng lượng trong mùa sưởi ấm tới, ông Frank Van Don, giám đốc giao dịch tại Vattenfall Energy Trading nhấn mạnh. Nga nâng dự báo kim ngạch xuất khẩu dầu khí năm 2024. Tờ Reuters trích tài liệu của Bộ Kinh tế Nga cho biết, xuất khẩu dầu thô của Nga dự kiến sẽ tăng lên 239,9 triệu tấn, tương đương 4,8 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay từ mức 238,3 triệu tấn vào năm 2023. Ngoài ra, Bộ Kinh tế Nga cũng dự kiến giá dầu xuất khẩu trung bình của Nga sẽ tăng trong năm nay lên 70 đô la Mỹ một thùng, tăng 5 đô la Mỹ so với ước tính được đưa ra vào tháng 4. Con số này cũng tăng so với mức 64,51 đô la Mỹ thùng vào năm 2023 và cao hơn mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng do phương Tây áp đặt. Giá khí đốt tự nhiên cũng được điều chỉnh tăng đối với doanh số bán hàng ở cả châu Âu và Trung Quốc. Nga đã xoay sở để chuyển hướng phần lớn hoạt động kinh doanh của mình khỏi châu Âu sau xung đột ở Ukraine, tăng cường thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ. Trong năm nay, ước tính Nga sẽ thu được gần 240 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu khí, tăng 13 tỷ đô la Mỹ so với năm 2023. Năm 2025, dự báo cũng được nâng lên từ 226,2 tỷ đô la Mỹ trong dự báo trước đó lên 236,5 tỷ đô la Mỹ. Theo lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, nền kinh tế toàn cầu sẽ thất bại nếu không có dầu khí của Nga. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Viễn Đông của Nga, ông cho biết Moscow có kế hoạch tiếp tục bơm khí đốt qua Ukraine đến Liên minh châu Âu nhưng Nga không thể buộc Kyiv giữ nguyên thỏa thuận quá cảnh sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Nga kỳ vọng sản lượng khí đốt sẽ tăng mỗi năm cho đến năm 2030. Ngoài ra, quốc gia này cũng đang tham gia vào các nỗ lực do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC và các đồng minh dẫn đầu nhằm hạn chế sản lượng dầu để hỗ trợ thị trường biến động. Theo ước tính cập nhật, sản lượng dầu của Nga dự kiến sẽ giảm xuống còn 521,3 triệu tấn trong năm nay từ mức 529,6 triệu tấn năm 2023 và giảm 1,7 triệu tấn so với ước tính trước đó. Theo Bộ Kinh tế Nga, triển vọng sản lượng dầu năm 2025 đã giảm, với sản lượng dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống còn 518,6 triệu tấn, giảm 11,4 triệu tấn so với dự báo trước đó. Dấu hiệu EU chưa thể đoạn tuyệt với khí đốt Nga. Mới đây, tờ báo Diện Welt của Đức đưa tin, Nga đã vượt qua Mỹ để trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn thứ hai cho EU. EU trước đó đã tuyên bố sẽ dừng sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, coi đây là một trong những ưu tiên chính sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, trong quý 2 năm 2024, khí đốt của Nga chiếm khoảng 17% tổng lượng nhập khẩu của châu Âu, đứng trước Mỹ, nhóm nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ cho hay. Theo số liệu của nhóm này, khách hàng châu Âu đã nhận được 12,27 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Mỹ trong khoảng thời gian trên, trong khi Nga đã giao 12,73 tỷ mét khối khí đốt cho EU. Nguồn cung cấp của Nga bao gồm cả LNG và khí đốt đường ống, chảy vào EU qua Belarus và Ukraine và qua đường ống dẫn khí đốt ngầm Nord Stream. Dmitry Berezhevsky, người đứng đầu Bộ phận Hợp tác Kinh tế tại Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng diễn biến này là minh chứng cho sự thất bại của chính sách trừng phạt của EU với Nga. Mặc dù đúng là các chỉ số thấp hơn đáng kể so với trước năm 2022, nhưng thực tế đã tự nói lên điều đó. Chỉ riêng Hy Lạp đã tăng gấp 4 lần lượng khí đốt mua từ Nga trong năm 2023, ông phát biểu hôm 1 tháng 9. Ông Berezhevsky cho biết thêm, trong quý đầu của năm nay, Pháp đã tăng gấp đôi lượng LNG mua từ Nga lên 4,4 tỷ mét khối, trong đó một phần đáng kể được tái xuất khẩu. Trong thời gian qua, các nước châu Âu đã nỗ lực tìm phương án thay thế khí đốt chảy qua đường ống Nga, trong đó có việc nhập khẩu LNG. Tuy nhiên, giá LNG nhập khẩu từ nước ngoài đắt hơn rất nhiều so với khí đốt tự nhiên được cung cấp qua đường ống từ Nga theo các hợp đồng dài hạn. Không chỉ mua LNG từ Mỹ,
châu Âu cũng mua LNG từ Nga trong thời gian qua vì mặt hàng này không bị trừng phạt. Điều này gây ra nghịch lý khi châu Âu giảm mua khí đốt Nga qua đường ống, nhưng lại tăng nhập khẩu LNG từ Moscow vào năm ngoái. Nó cũng khiến châu Âu rơi vào tình huống phải chấp nhận mua khí đốt với giá đắt để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Tháng trước, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói với TASS rằng các quốc gia châu Âu thành con tin của Mỹ vì ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Washington. Châu Âu về cơ bản đã trở thành con tin của Mỹ. Ai là người hưởng lợi từ tình hình hiện tại? Chính là Mỹ. Mỹ hiện cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng, LNG. Mỹ hiện là bên quyết định giá bán, ông Antonov nói, cho rằng châu Âu đang trong khủng hoảng. Nga cũng tuyên bố giờ đây họ coi EU là khách hàng không đáng tin cậy vì châu Âu sẵn sàng để các mục tiêu chính trị của Mỹ lấn át các nhu cầu kinh tế của khối. Ông Birichevsky cho biết, trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh kinh tế thực tế đang diễn ra với Nga, kế hoạch chuyển hướng thương mại nước ngoài sang các quốc gia ở Nam và Đông bán cầu vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!